Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay cũng là ngày 21 tháng 10 niên Quý Mão. Đây là ban trị sự của xã Tà Đảnh, huyện Chi Tôn, tỉnh Nam Giang, thưa quý vị. Đây là cũng buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Đây là trước cửa ban của trị sự của xã Tà Đảnh. Hội trường là ở phía trong, thưa quý vị. Giáo lý viên Quỳnh Thị Bạch Lê đang thuyết đề tài trong thứ nhất ở trong quý vị. Còn đây là khung cảnh phía trước của ban trị sự cặp rừng lộ quý vị. Rồi chào tổ đại nước của ban trị sự xã Tà Đảnh nha. Đây là cà phê trà đường không quý vị. Cà phê trà đường này quý vị. Mày xăm hả? Okay. Có xăm luôn quý vị. Giờ Bích Giang sẽ uống một ly này nghe quý vị. Để một lát nghe em. Kênh Bích này này là đang quay lại cái kênh này là Bích Hợp. Bấm vô chữ Bích Hợp Hòa Hảo. Bích Hợp Hòa Hảo. Để kênh này đang quay đây. Đây là tổ đại nước cà phê trà đường xăm luôn không quý vị. Chào chị nha. Đây là ban trị sự ở Tà Đảnh không quý vị. Tà Đảnh Chi Tôn quý vị ơi. Chúc tổ mình được nhiều sức khỏe nha, để phục vụ cho đồng đạo tới dự buổi thuyết giảng. Chú gái chào chú nha. Thời cơ. Sao? Học Hòa Hảo hả? Dạ. Có trễ vậy? Đâu con có được đi sớm đâu mà. Sao vô quay đây? Quay đây dài vô. Quay vô là cho nhiều nhiều đây tao. Ủa còn cái khâu hậu cần mình nằm đâu? Sao? Bên đây luôn hả? Quay đi. Ủa vậy là đồ ăn mình làm rồi hết gì bắt lên năm hả? Vậy vô trong còn gì nữa quay không? Còn quay đây đi. Để quay cho tới toàn giáp các bạn như thế. Chân gửi bỏ gì mới gửi cảm ơn vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ này chúng ta cũng đã bắt mầm sẵn luôn rồi quý vị. Chào đồng đạo nha, đồng đạo đi mình nên đi với ai? Hai người phải không? Được hai người. Quá ngon rồi quý vị ơi. Chào chị. Bữa nay là giúp giảm ba cái sự xã Ba Thạnh ngày 24/10 2023 rồi hết rồi. Cảm ơn chị. Có cái gì rồi cái này mà đem một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn giáo lý viên chúng tôi và hội thi lần đây vừa làm xong nhiệm vụ của mình. Hết đề tài thứ nhất rồi vậy. Giờ nghỉ dễ lao hết đề tài thứ nhất rồi quý vị ơi. Còn có đại nói bằng sự ảnh nè. Ở đâu cũng có mặt hết. Phải chia ra phân chấm chứ. No, chào cháu. Yo, chào trưởng ban của Bình Phú. Rồi chào các đồng đạo nha. Rất là đông luôn quý vị. Ô
ở Vĩnh Định Trung. Ừ, chào chú không? Cứu hộ. Dạ. Chào chú. Dạ, chào với chú nha. Chào chú. Cũng các bạn về lại giữ ở đây nha quý vị. Biết vậy chào chú nha. Bây giờ mang chú xe xin. Dạ tôi điện thoại lên đây cái nắp đi. Chắc tôi cũng để cho nó chào vô được. Hội trường theo buổi thuyết giảng của ban trị sự xã Tà Đảnh này quý vị, rất là rộng và dài bự luôn quý vị. Hội trường đi mỗi giờ luôn đó quý vị.
chị nha. Chào cô nha. Chào. Thank you.
Đây là có bao nhiêu sự bình mỹ của quý vị.
về vòng mốt á là có đi mà đi chạy chứ không đi sớm được, đi chạy. Chào các thành viên của dịch vụ ăn phố. Nói với nào hả? Không, mấy người sau lưng nè. Có ở đâu? Ở ngoài Bình Long á. Long Dung. Long ở chỗ nào đâu? Qua cầu Cái Dương đó. Bên đường chợ đó, qua cầu đó cũng chắc hả? Qua chợ phía bên chợ qua đầu cầu là tới chợ Cây Dương. Ông chợ Cây Dương ơi, qua cái chợ Cây Dương ngoài phía sông Hồng á, lên tới chợ Cây Dương, qua lên đầu cầu nè, lên đầu cầu là tới. Có bằng chứng chỉ Bình Long không? Bằng chứng chỉ Phú Chánh, còn phải qua cầu là tới à? Vậy hả? Ban trị sự Mỹ đó. Ô, chào chú ở là Mỹ với chú không? Rất là đông các ban trị sự tới dự luôn quý vị ơi. Rồi chào cháu. Hai bạn tổ chức xin chân thành cảm ơn hai đồng đạo từ đầu sông tổ chức đến đây tới phần thuyết nhạc lần hai do giáo lý viên Mang Chí Đăng phụ trách thuyết nhạc đề tài. Bữa nay phải đoàn quay phim của chú không có qua hả? Đúng rồi. Dạ.
vô âm. Bởi vì bà biết là đi nhất là hôm nay bà đi sau khi gia đình tôi đã chào thím hai. Mới đạo đi trễ lên. Dạ, có đồ đi sớm đâu mà. Đây là khu nhân của giáo lý viên Phan Chí Tâm nè nghe quý vị. Cho nên chúng tôi cũng đề nghị để chúng ta tập hợp để chúng tôi đi làm nhiệm vụ. Dầu nước diễn đàn có giỏi cái nào thì phía dưới thì lãnh đạo thì rất ảnh hưởng đến cái bài nói chuyện của tôi cũng như rất ảnh hưởng tôi đang nói trong cuộc sống. Rồi phải có chứ, đi dự buổi thuyết giảng là phải có. Trong tinh thần đoàn hội của đoàn hội chúng ta ở hội trường Đông Hương thì chúng tôi xin khẩn cầu quý vị chúng ta mỗi người nên giữ một cái dây thần tinh thần. Thì nói chung bây giờ quá nhiều ý kiến là anh quý vị ở phía xa và trong ban tổ chức. Chào các chị nha, các đọc giảng viên không nè nghe quý vị. Chào cô ba, thành viên của ban trị sự tỉnh Biên. Tôi mong quý vị thông cảm để chúng ta những trật tự. Rồi sau khi buổi thuyết giảng rồi thì có thể chúng ta viên năm sự là đó. Ê, sao lên ngồi chở anh mà? Hả? Sao lên ngồi chở anh mà? 25 đi Vĩnh Bình. 25 đi Vĩnh Bình. Bởi vậy chở đăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là đề tài thứ hai giáo lý viên Phan Chí Tâm thuyết nghe quý vị. Đề tài thứ nhất là Quỳnh Thị Bạch Lê đã thuyết xong rồi. Đại diện cho chính quyền địa phương cũng như đại diện cho công an nhân dân của xã Đà Lạt. Kính thưa đồng đạo Kim Thị Kim là giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo, là thành viên trong ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, phụ trách trợ lý đạo sự địa bàn của huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên. Kính thưa đồng đạo Quỳnh Thị Bạch Lê là giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo trực thuộc ban trị sự giáo lý trung ương đến từ xã Thanh Lương, huyện Bình Tân, tỉnh Bình Long. Kính thưa đồng đạo Nguyễn Quang Cứng là trưởng ban tổ chức, trưởng ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Đà Lạt, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa phương của huyện Tri Tôn đồng lễ thành lập. Kính thưa quý vị nhà văn học nhân sĩ, quý vị thành sự quân, kính thưa quý nhà nghiên cứu tôn giáo, quý vị đại diện cho các tổ hiện nay là kính thưa cụ ông, thưa cụ bà, cụ toàn thể những chư đạo. Thì hôm nay là ngày 21 tháng 10 là Niên Quý Mão, và hôm nay cũng là ngày 3 tháng 12 năm 2023. Chúng tôi và đồng đạo giáo lý viên Quỳnh Thị Bạch Lê được sự quan tâm và sự hiện diện của quốc ban trị sự trung ương hôm nay đã tới đây gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào ngày này để cùng nhau chia sẻ qua các phương châm ngọc nữ, các cái phương pháp tu hành thực tế mà Đức Thầy đã dạy cho quý vị để đòi hỏi đồng đạo chúng ta cố gắng thực hiện theo khi đến mô hình nhận hóa. Vậy thì đó đầu tiên chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, là được một kiến trúc và lời tri ân sâu đậm của chúng tôi. Kính thưa quý vị, thì không có cái tổ mình nào mà có chức vụ thuyết giảng mà quý đồng đạo chúng ta đứng ở trong một cái ngày này. Thế đây là một xin thay mặt ban tổ chức, nhất là thay mặt gia đình của đồng đạo tích rất là cảm ơn tất cả các ban trị sự và tất cả quý vị đồng đạo xa gần trong và ngoài địa phương, cũng có những vị không được mời mà chỉ nghe tin, và cũng cảm ơn quý vị đồng đạo ở cái mái đạo đàn này hôm kia khi chúng tôi làm nhiệm vụ tại xã Bình Chánh, thì chúng tôi cũng có lên đàn và mời các quý vị
Cho nên hôm nay chúng ta có đầy đủ trở về đây thì giờ này nhìn hội đường trên dưới không dưới 500 đồng đạo chúng ta với một cái máy hội đường hết sức là dài, trên này nhìn xuống là 1000 mà nó đỏ mà chúng tôi sẽ là cảm ơn đồng đạo chúng ta. Rất khó có được một hội đường như thế này. Cho nên từ ngày hôm nay mà nếu như mà chúng ta có gì đó không đồng hành để một mắt giữa cái người nói pháp và cái người nghe pháp thì theo tôi nghĩ là đạo bụng. Đây là hình ảnh đẹp, là những hình mẫu về cái công tác của thiện giáo viên tạo và cha và học chúng ta. Chẳng những gì mà đến đây, hình ảnh này nó còn lan tỏa đến mai còn sau này, chẳng những trong nước mà nó còn lan tỏa luôn cả khắp thế giới. Cho nên vì cái tinh thần chung cho đạo cha và học thì tôi mong rằng các bạn đạo chúng ta luôn người như một, mình phải giữ được cái hình mẫu của đạo Phật giáo của chúng ta. Nói về trang phục thôi là chúng ta thấy là một cái sự rất chào đồng đạo ở Khánh Hòa từ trước đến phía sau, đây là điều cho nên có lẽ vì chúng ta có xem những video mà chúng tôi chúng ta đã chơi là nhiệm vụ của chúng trước thì nếu mà mặc đồ mà trang phục như ở đây thì có nơi cũng đó là có nơi cũng bình thường nhưng mà bạn biết đó, cho nên thì hết sức là cao quý trong ngày hôm nay thì vừa rồi trên dưới khoảng một tiếng của 5 phút chúng ta đã nghe giáo viên của mình trình bày qua một đoạn giảng bốn câu ở phần cuối, tức là cái phần kệ kinh thánh trong quyển Thiết Thiện. Thì giờ đây đến phần lượt của tôi thì theo sự phân công, được cái sự sắp xếp và lời mời của ban tổ chức thì giờ đây tôi và quý vị chúng ta sẽ chia sẻ bốn câu giảng giúp mê tâm, giúp điều hòa giải, ráng thường nguyên niệm hoặc làm lành, thường trao dồi giúp cao thanh cho khỏi hẹn không lành hoặc giàu. Cho nên khi đọc bốn câu giảng này 28 chữ này thì đạo đạo chúng ta cũng cảm nhận được những cái ý tưởng về là những thầy, những cái căn bệnh thực tế và đặc biệt những cái phương pháp hành không thể thiếu trong đời tu chúng ta, nó là niệm Phật và làm Phật. Có thể nói đây là những điều then chốt, là một cái phương pháp tu hành mà phải gắn chặt với đạo đạo chúng ta thường khi chúng ta biết đạo cho đến ngày chúng ta sẽ. Nhưng vậy thì có sự chia sẻ thì tìm hiểu ra về mấy cái về sự biết về là món là chúng ta biết được các trường hợp nên và còn cái chung luôn tốt lắm nhé. Như vậy thì hôm nay cô chừa cho em lát em ăn nhé. Là bánh bao mới được lấy một tập cho em nhé. Em quay chuối xong chưa có ăn nữa. Nhưng không phải ăn thì phải làm là có kết quả. Nhưng mà kết quả có cao. Cho nên hôm nay các bạn phải cố gắng làm sao khi có được của mình thì mình có cái phương tiện để chúng ta có cái bước của mình này quá thì không thể làm lại thì từ phải nói chắc như vậy mà cái này mà một cái thôi là chúng ta làm cho nên cái này mình giải thích là trong bà nói trong cái gì cho bà dạ con muốn biết đó nó ở đâu con chưa biết nữa, hỏi mấy người ở đây coi con mới tay chưa ra sao như vậy thì đấy là cái thứ mà hôm nay tôi sẽ chia sẻ trong cái phần chuyện mà đồng thời thì trong bài nói chuyện ngày hôm nay thì cũng có lần nào cũng có đưa ra hai cái lý mà giờ sẽ đi vào khu hậu cần nhà bếp nha quý vị. Thank you.
chào khâu hậu cần nhà bếp. Em gái ơi, em gái. Quay ra đưa ra đất thoại, tao cự nhìn luôn. Nào ơi, gì phải cự, cái này là không hậu cần, có hậu cần mới tao giữ thuyết giảng tao mới no, chứ không có hậu cần là đói đó. Không cần đói sao? Ừ. Giữ thuyết giảng xong mà không có hậu cần là xong luôn á, thiểu xỉu hết luôn á. Câu hậu cần à quý vị ơi. Bữa vào được ngon lắm luôn rồi. Để hết vô đều các món ăn. Thịt ba gọi kho quý vị ơi. Hứa có để nấm vô. Ô, chào chú ta. Ở đây lâu quá không gặp chú, bữa nay mới được gặp nè nghe. Bữa nay đủ duyên mới gặp lại chú đó. Chú này là trong ban Âu Long Vĩ của cô Châu Phú luôn quý vị. Ban trị sự của xã Ô Long Vĩ, bên đây coi cũng dự ban trị sự của xã Tà Đảnh luôn quý vị ơi. Và các ban khác cũng có tới dự luôn quý vị. Đây là bắt mâm lên chuẩn bị cho buổi thuyết giảng xong thì dùng cơm quý vị. Chào cô nha. Câu hậu cần của ban nhà bếp và ban trị sự xã Tà Đảnh thôi quý vị ơi. Chào hai người đẹp nha. Người đẹp mới làm món ăn đẹp nè. Coi như là đẹp đi. Sao đây là không muốn làm nữa đó, để làm nữa đi. Chào mấy cô. Các món ăn đã chuẩn bị nghe quý vị. Quá ngon hấp dẫn rồi quý vị. Và đồng thời phải có đưa ra một cái phương hướng cho nên bốn cái này là một cái phương hướng để rồi mỗi lần nào chúng ta dựa vào đó để chúng ta tu hành để đường về tịnh độ, đường về tịnh lạc và cả ở quy của Phật. Chào đồng đạo. Vâng, cho nên lâu nay mà tôi có phải chắc chơi rồi hết rồi. Như vậy thì mê tâm đó là lòng đời này mê tâm nó cũng là mê tín lòng cái tư tưởng quá khứ rồi đầy dữ vậy đầy dữ vậy có cái đằng trên nó cao đúng rồi nó cao hai cái mà mê tâm đó mà cô minh cái mà nó kính hơn người theo đuổi do người ta bảo cho kính hơn những là bắt mầm ra bàn không quý vị như vậy là đây là cái đồng mê tâm cho nên nếu nói về cái gì mê tâm này là thì giống như là cái này ai mê tâm nghe qua không rác suy tâm là mở tức là lòng ngộ rồi là gì thì phát được là gì một mà nếu chúng ta hiểu về con cả thì đức thầy dạy phần tâm có lợi cả chồng mở đời với nhát mê tâm với cậu. Cho nên cái từ mê tâm ấy chúng ta hiểu sao vì mình đang mê tâm này mình đang làm một việc sáng mà chúng ta ở đây
mình nghĩ là mình đã làm gì đúng, nhưng mà thật sự cái chuyện mình làm nó không đúng. Cho nên đó thầy mới đưa cái mình đánh thần tâm. Thần tâm là cháu nội của ông là Đào Tam Hảo, tức là con của ông Trần Quang Hạnh, là cháu ngoại chú Dội. Cho nên trường hợp thần tâm nó còn nhỏ nó bị mê tâm và mãi rồi, cho nên nó bị phóng quế trong một mà hồi nhỏ tôi cũng vậy, là tôi biết rồi đó. Mình nghĩ mình đi ra ngoài nhưng mà không ngờ nó phóng quế được thì quay qua kêu quay lại. Cho nên ở đây muốn nói về lý, cái người mê tâm thì chúng ta hành xử trong cái sự phải nói là quay và che cái khẩu trang lại sao thấy cái mặt trong đẹp, trong sự tâm tối mà lại mình không biết cái điều đau khổ người đẹp mà giống mặt biết không giải được mà làm không, mình không biết thì các bạn hả, vì chưa học tập. Quay qua đây, quay qua đây, qua đây đây đây, chị này là thành viên của ban trị sự xã Khánh An ở An Phú không quý vị, cũng xuống nơi tà đảnh giữa buổi thuyết giảng ở đây. Chúc chị nhiều sức khỏe nha. Thì mê tâm là cái gốc của thập nhị duyên khí, mê tâm gọi là vô minh đó. Vô minh sanh hành, hành sanh tức, từ tức sanh danh sắc, rồi danh sắc sanh xúc động sanh thọ cảm, thọ cảm sanh ái, ái sanh hữu, sanh thủ, rồi thủ sanh sanh, sanh 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 lục tử. Đây là cái gốc mà chỉ cần chúng ta đập vỡ cái mê tâm này ra thì coi như là chúng ta đập xong. Như vậy thì giờ này chúng ta đập vỡ mê tâm cần phải làm gì? Đó là vấn đề mà có quan trọng. Chúng ta muốn kết thúc mê tâm chúng ta cần phải làm gì? Cho nên hôm nay muốn kết thúc mê tâm, muốn dứt hẳn mê tâm này thì mỗi đồng đạo chúng ta phải nhờ cái ngọn đuốc từ bi trí thiện của thầy để sắp sáng lên cái cõi lòng chúng ta. Hồi đó tới giờ lòng chúng mình, lòng chúng ta tối lắm, cho nên mình mới khi nói khi nó làm nó chịu suy lường, mãi phạm tội nó làm việc ác. Mà giờ này nhiều khi mình có học Phật rồi, nhiều khi là mình đã học dạng thầy rồi thì lúc giờ mình đã sáng.